Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh YouTube Trần Thảo An Khang, Thảo Audio Bình Dân. Vâng, và hôm nay clip này em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn, em sẽ giảm giá vài sản phẩm trên clip hôm nay. Đấy, thì trước tiên thì em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chúng ta lần lượt là ba con lọc xì, ba con EQ hay cái gì đó, từ bên trái qua thì cái con Victor C70, chính giữa là con Sansui SE8, và con sắt bề tay phải màu đen là con ADC model là SS115X. Đó, ba con lọc xì. Cái tiếp là đôi lọ AcuSharp đến từ Australia, đến từ nước Úc, và sẽ giảm giá. Coi như anh em nào có duyên xem được clip này thì mình sẽ giảm giá đôi lo ADC model 303 AX. Đó, vì lý do gì giảm giá thì chút mình sẽ nói cho anh em nghe. Rồi, bây giờ thì vào đầu clip thì em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn, giới thiệu đến anh em chúng ta một cái con lọc xì quý vị ha. Con này là con lọc xì hiệu Victor. Con này rất nổi tiếng rồi quý vị, nó cũng thuộc dạng huyền thoại rồi quý vị. Con này của mình thì hàng bãi về rất là đẹp, đẹp xuất sắc luôn, đẹp nói chung là chỉ thiếu hụt sắp thôi. Từ xưa tới giờ chưa từng thấy con nào mà đẹp dữ dằn như con này. Nhất là cái phần ở trong ruột của nó sáng trưng bảy màu luôn quý vị. Phần mặt tiền, nắp lưng, sau lưng và nắp đít đẹp, len can xe ben, không có một vết chày. Đó, phải nói là cái con lọc xì này nó đẹp như chưa từng được đẹp luôn quý vị. Đó, thì clip chi tiết nó, nếu quý vị và các bạn nào có nhu cầu thì các bạn Zalo em sẽ gửi. Thứ nhất là hình ảnh chi tiết, thứ hai là clip chi tiết của nó luôn, và có test rồi, hát rất là nghiêm chỉnh, không có ù xè gọt gạt gì hết. Giá giao lưu thì con này mình giao lưu cho quý vị và các bạn chúng ta giảm giá còn 7 triệu nha quý vị nha. 7 triệu. Giá rẻ tuyệt vời luôn quý vị ha. Phải nói là quá rẻ luôn tại thời điểm này. Rồi, tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái con lọc xì tiếp tục. Lọc xì này đến từ thương hiệu Sansui của Nhật Bản. Con Sansui model SE8. Con SE8 này rất là VIP nha quý vị. Hàng cũng SE8 mà cái phiên bản cái màu mà phay nhâm trắng này cũng hay bị hiếm như vậy nha. Con này thì cực kỳ chất lượng nha, âm thanh nó rất là chuẩn. Đó, dày dặn đầy đủ, tiếng rất hay. Nói chung mấy cái lực mà dòng nổi tiếng thì con nào tiếng cũng hay, cái việc nó không có bị xé tiếng, nó lên rất là đầm. Con này của mình thì hình thức cũng rất là đẹp luôn quý vị, từ trước tới sau, từ trước tới sau, như là nội thất, ruột gan, tất cả đều đẹp, đàn đớm đầy đủ hết, không có thiếu gì hết. Hát hò nghiêm chỉnh luôn. Quý vị có nhu cầu thì em sẽ gửi hình ảnh chi tiết và đường link clip chi tiết cho quý vị xem. Đó, giá thì rất là rẻ quý vị ha. Clip trước thì mình báo giá 5,7 triệu. Hôm nay đầu tháng, từng lễ đầu tháng em sẽ giảm giá để giao lưu đến quý vị và các bạn. Con này thì kể từ khi clip này lên sóng, em sẽ giao lưu đến quý vị và các bạn chúng ta với giá là 5,5 triệu 5 triệu 500 nghìn nha quý vị nha, cho một con lọc xì đẹp tuyệt vời đến từ thương hiệu Sansui, hiệu lớn của Nhật Bản, model SE8. Đó, em xin nhắc lại ha, lọc xì Sansui model SE8 giá 5,5 triệu. Ok, 5,5 triệu đi bao ship toàn quốc cho anh em chơi luôn. Những cái con lọc này thì nó thường nó cũng nhẹ, cho nên là giá em có thể bao ship cho anh em, hỗ trợ cho anh em là bao ship toàn quốc cho anh em được nha. Và hàng bán thì có ship đi xa, anh em cứ yên tâm ha, mình đóng hàng thì chắc lội. Những cái này thì mình vô thùng shop chèn kê rất là cẩn thận, đảm bảo hàng tới tay anh em sẽ như ý muốn. Và tiếp tục đến con lọc xì thứ ba, đó là con lọc xì đến từ Mỹ, thương hiệu ADC. Con này cũng đẹp lắm nghe cái gì nha, cảm ơn để nhà nó bụi đây chứ không có một vết chày gì hết ha. Đó, rất là đẹp. Model của con lọc này là SS115X như cái gì,
115X giá cũng căng lắm á, mà giá bên mình thì rẻ hơn ta tầm cả triệu bạc đó. Vì vậy các bạn nào có nhu cầu thì hãy nhắn tin bằng Zalo cho Trần Thảo Anh Khang, số điện thoại cũng như là số Zalo của em chỉ là một số một nha quý vị, 0902 764 784 đó. Con này thì nó cũng đẹp mỹ mãn luôn quý vị, cái tem siêu thị nó cũng còn luôn. Đây quý vị, đẹp tuyệt vời, hiệu ông mặt trời. Giá giao lưu thì cũng rất là bình dân ha, quên giá mất tiêu rồi, clip trước báo nhiêu đó, clip này thì sẽ giảm 200 đó quý vị. Và các bạn nào có nhu cầu thì nhắn em sẽ báo giá trực tiếp cho quý vị nha. Giờ em nhiều cái hàng mà nằm rải rác quá cho nên là em không nhớ giá, quý vị thông cảm nha, có gì thì nhắn tin hỏi em ha. Tất cả đều là đồ là đều bãi đẹp và hoạt động nghiêm chỉnh hết nha quý vị nha, bảo đảm là zin 100% đó. Rồi tiếp theo đó thì cái con cặp lo đôi lo, đôi lo đến từ thương hiệu của Úc quý vị, hiệu Acusao, Acusao nghe gì, Acusao, Acusao, thương hiệu này cũng là thương hiệu lớn của Úc ha. Dòng này nó xuất châu Âu á, cái đôi lo này nó về từ công châu Âu của mình, hôm bữa mình mua cái lô châu Âu này, chứ nó không phải, cũng không phải dạng dừa nghe gì nha. Đồ thì còn xin hết, cũng còn khá đẹp quý vị, nhìn cũng đẹp mắt, chỉ tội cái là hai cái phân tầng, hai cái chạm của nó khác nhau quý vị, hai cái chạm ngôi sao nó khác nhau. Còn mặt tiền thì tất cả các lo mình đã kiểm rồi, soi cũ rồi luôn, y chang nhau hết quý vị. Tiếng lo thì rất là đẹp, bát đó thì đâu 16-18 gì đó quý vị, bát cũng rất là lớn. Đây là hai cái chạm của nó là quý vị thấy nè, cái chạm này thì nó suông thẳng nè, nó có vẻ cái khung nó bự hơn, còn cái chạm này thì làm dạng bạc than, cái khung nó hơi nhỏ hơn một chút. Và đôi lo Acusao này thì nó có ở đây là AS106M2 nha quý vị. Tem nó làm giống như là miếng nhôm mà nó xi đồng luôn. Đó, giống như mạ vàng như nhìn nó đẹp. Đây cũng là một trong những đôi lo rất là đẳng cấp của người Úc. Mình xuất cho thị trường châu Âu thì quý vị biết chất lượng rồi. Đó. Vì sao mình bán rẻ như vậy? Thì tại vì á hai cái chạm nó khác nhau nè, cho nên là mình mới bán rẻ như vậy. Cái đôi lo này nếu mà nó không khác chạm thì giá thị trường nó cũng cao lắm vậy ha, trên 5 triệu. Đó thì đôi lo này hôm nay mình giảm giá xuống còn 2,7 triệu nha anh em nha, 2,7 triệu, 2,7 triệu chưa bao gồm chi phí vận chuyển ha. Anh em nào quan tâm thì alo mình gửi hàng cho, hàng y gai như vậy luôn, gì đẹp, zin đẹp. Cái đôi lo này nó cũng hơi bị lớn con chứ phải nhỏ con đâu cái gì, để anh đo cho quý vị xem để biết chiều cao của nó là được 45 cm nè. Chiều ngang mỗi một chiếc á là nó rơi vào là 22 cm rưỡi, gần 23 nè đó. Rồi chiều sâu á thì nó gần 30-29 cm đó. Thùng nó lớn lắm cho nên là bao ship cặp này cũng lỗ lắm nha quý vị nha. Anh em nào có nhu cầu thì hãy nhắn mình hỗ trợ giá tối đa cho anh em chơi. Bát nó thật kéo từ bên đây qua bên kia, phủ bì là 18 cm á, còn cái diện thì tính 16. Đó là đôi lo Acusao đến từ thương hiệu Úc ha. Lo châu Âu, lo Úc xuất châu Âu, giá 2,7 triệu, quá rẻ, quá đẹp, xin hết nha anh em nha. Cần cao su mềm lắm à, rồi là quýnh tiếng ác lắm à, đưa vô con đi nông bên kia nó phát một phát là nó hay tuyệt vời luôn quý vị. Rồi thì giới thiệu tiếp quý vị và các bạn một đôi lo cổ, đó là đôi lo ADC đến từ thương hiệu của Mỹ, Mỹ nồi nghe quý vị nha, rất là Mỹ nồi chứ không phải là Mỹ màu da Mỹ điểu đâu. Thùng thì vỏ là gỗ lạng, lưới thì lưới bố, xung quanh cái viền lưới có chạy một cái bộ nạp bằng inox hay bằng nhôm gì đó mà nó hơi xi vàng vàng con con, nhìn nó cũng có vẻ đẹp lắm nghe quý vị. Cấu tạo lo này thì là một bát 25 cm và một cái chép giấy cổ của hãng ADC Mỹ đó. Hai lo rất là đẹp, cũ lo chi tiết clip đã có rồi, quý vị có nhu cầu thì em sẽ gửi các bạn Zalo, em sẽ gửi cái đường link cho quý vị xem. Cái này dính keo nha quý vị nha, mới đây tưởng nó lủng chỗ hết hồn đó. Đôi lo này nó thiết kế cũng rất là hoành tráng quý vị, thùng thì gỗ lạng đẹp, phía sau thì có hai cái tinh chỉnh đó để chỉnh nâng mít và nâng chép.
đó, dòng loa được sản xuất tại Mỹ nha quý vị nha, rất là cổ rồi. Đặc biệt thì cái đít thùng còn rất là đẹp nè, thùng đôi này nguyên mộc mà nó còn rất là đẹp, không có nở, không có xước gì cho nhiều nha. Rất là êm. Đôi loa này sở dĩ hôm nay mình giảm giá cho quý vị và các bạn là gì? Anh khách anh chốt anh chuyển cọc rồi, rồi bây giờ anh điện lại anh cho hay là nhà anh có chuyện gì đó, ảnh không lấy nữa, anh xin bỏ cọc. Nhưng mà mình nói thôi, anh cọc có 500k thì em cũng chẳng có cần lấy của anh 500k làm gì, mới công anh em không vui, với lại cũng tội, cho nên là mình không lấy cái gì đó. Thì 6,5 triệu thì hôm nay thì giống như là nó bị cái hôn gì đó, cho nên là mình giảm giá, mình bán giao lưu thẳng anh em là 6 triệu luôn, coi như là 500k cọc đó là cái hôn, giống như là cho nó đi nhanh. Nếu anh em nào có xem được clip này thì cứ mình ra liên hệ với Trần Thảo Anh Khang, em chốt cho quý vị 6 triệu đó, giảm giá 500k, hết lời quý vị ha. Mấy đôi cổ này không có lời nhiều mà giảm giá vậy là hết lời. Nhưng mà mình thấy cái ảnh gọi anh nói chuyện rất là tình cảm tình nghĩa, cho nên là cái vấn đề 500k mình thấy không có nhiều, không có cọc nhiều vậy, mình cũng không có muốn mà tự nhiên mà lấy cọc của ta vậy, cho nên là mình đã chuyển trả lại, gửi lại cọc cho anh em rồi. Mình vẫn coi như là đôi lo này nó chưa có duyên với anh em đó, hy vọng là nó sẽ có duyên với những anh em khác. Giá mình giảm thẳng còn 6 triệu cho anh em trên, bắt 2,5 tấc 25cm nha anh em, tiếng rất là hay, phải nói tiếng đôi này quý vị nghe, ghép vào những con đi cổ mà quýnh sò sắt, bằng sò sắt nha anh em, thì chắc âm nó như R, đôi R4 là nghe đôi này không có chế dự đâu nè, mình bảo đảm anh em đó. Đó, đó là clip hôm nay mình định chia sẻ thật sự cho anh em về đôi lo này và những sản phẩm ở trên clip. Trên kênh của mình thì có đang ra giao lưu cũng nhiều sản phẩm, anh em nào mà đang coi, nếu mà anh em muốn coi thêm nhiều video của Trần Thảo Khang, anh em có thể click vào cái chữ kênh, cái hình logo đó, rồi các anh em bấm vào truy cập kênh, bấm vào đó thì nó sẽ hiển thị lên tất cả các video của mình, anh em cứ giúp tới giúp lui xem. Đa số các sản phẩm mình bán giá thì đều rất là phải chăng, rất là bình dân để anh em chơi. Rồi đến đây thì đoạn clip nó cũng hơi dài, em xin tạm dừng clip như quý vị. Xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi clip. Quý vị và các bạn trước khi thoát khỏi màn hình nhớ cho em xin một like trên clip như quý vị. Và quý vị cũng như các bạn nào chưa đăng ký kênh nhớ cho mình xin một lượt đăng ký để ủng hộ mình nha. Em xin cảm ơn, xin chào.